địa đây nè. Heo gì? Heo dân tộc đó. Heo đi rồi là heo đi. Cái này cái mồm nó. Mới nhọn. Con heo này chừng nhiêu ký đó? 27 ký. Heo này quay rất ngon ha. Cầm người làm đây này. Nhìn nó biết cái bao này, con gà mình nhìn ra. Để gì? Chưa bao giờ mà coi như cắt con gà nó chết hết á. Là không biết cái kiểu cắt của nó. À, gọi điện cho Lý, sao Lý sao, sao lâu quá chưa làm xong rồi quá. Cái này thì múc được rồi. Câu Hà xấu 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 vậy mà xin vô em nó ưng ghê. Mà xin tỏ tám giỏi chứ sao nữa. Không nào. Giờ khung quả phan mai đã. Nhưng mà đâu phải giống như cầu thượng đâu mà phải lo. Không không, của anh, của anh. Tập trí cho anh được, ở chỗ này mát xa ra nhỉ. Còn cái chỗ nào mát gần nữa. Còn lại một số nó có một bọ xuống. Được đó hả? Nè, có cần nước sôi không? Bỏ xuống chuyển đổi làm nồi nước luộc. Đổi. Hả? Đổi đi. Đổi làm nồi nước luộc hả? Đó mà có cây khế rồi. Áo đù hoài hệ tiệt cũng ngon ấy. Rồi, rửa. Rồi, đem ra. Ta. Mình lấy cái phổi cái luôn. Lấy heo. Lấy. Phải đó. Sao lên đen vậy? Đang hôi xỉ ấy ra. Thì dục cha cái chỗ đó đi. Đây gọi là lá gì? Lá mắc mật ha. À. Đây tối quá. Come on.
muối, tiêu, tỏi, nước mắm, hành gì tùm lum. Ừ, cục thấp ha, cái em cải nữa. Đó. Ra sao sao đấy. Đó, canh đi. Đó nè. Xe xe xe. Rồi. Ra luôn. Ta dài dài đầu nữa, dài dài chứ thôi. Để quay mình nắm đầu nữa, mình quay cho nó vậy. Rồi. Bột bột bột. Ba nhíp trên cổ kìa. Không, có cái nhíp. Nhíp dưới này chứ. Nhíp dưới này này. Bắt đầu cho làm. Nhân cho chắc. Có đổ rượu vô trong không? Không ạ. Nhớ khâu kẹp luôn chứ. À khâu luôn. May luôn. May là lấy kem may là ha. Giờ con heo nó vàng rụm rồi không? Da nó giòn rồi đấy. Quay quay cái lưng á, thẳng cái lưng luôn. Đó, thẳng cái lưng. Coi đi bên hông này chứ ạ. Cho vô, hông cho vô. Rồi, bật đi. Con cháu ở giữa luôn đi. Rồi, giờ cháu vừa đại. Vô cái lưng hông còn vàng gì cũng. Rồi chạy chạy chạy. Rồi cái làm việc đây này, từ lưng bên này chưa được này. Đưa lên. Đưa ra. Ngửa ngửa đi. Đó, đó cái chưa được này. Đuôi nó sao vậy? Nó giờ chỉ là mình cũng làm gì mà mình chạy mình mở một thá hồ luôn. Rồi. Tới lúc này là khoảng 4 tiếng hồ rồi đấy. Cái đường chạy chạy qua bắt đầu là tha cái miếng món còn mình nướng lại cho nó chứ không. Có cái nướng lại cái để chạy ù. Nướng để cả. Rồi sau 5 tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ là kết quả. Anh Hà đằng sau xuống đi. Cho sạp luôn. Mệt đấy. Mà nó dạng tự nhiên là nó có phẩm màu. Cái đấy. À, nên chị ăn có độc hại. Thôi được rồi. Rồi, khiêng lên. Đằng sau này chưa được. Chưa, rồi. Sáu kìa. Đấy, sáu này. Em coi này, đằng sau này nè. Đó. Chưa. Chưa. Đó. Giờ cho nó quay lại đi. Quay lại cho anh Hà thấp xuống chỗ nó gạt ở đây. Đây này, nó thả xuống luôn đi. Nó thả đi. Gạt lên hết chân sau mà đây chân thả được. Có chân, chân bùi nó vô đồ ăn hết ngon luôn á. Bùi giỏ nó hồi cũng mà.
Để qua đây ha, chờ cô nha. Anh lại đi. Đi lên đây được nè. Ngon quá ha. Đó. Đó. Ngon sức mấy. Tâm con heo đây. Có chàng heo con không? Cảm nhận mới về đất thầy. Ừ. Bị gì đó nữa? Cô cha bị ho sụn mũi rồi đó. Đây khám. Ra cái đâu đây? Đó, cái đâu là cái quý mà cắt thì mình cũng cắt không phải, cũng đem về giá. Anh ơi kêu cái thớt xuất ra. Đây đây đây. Đó có cái nước hai hai. Thôi, quá đẹp. Lấy cái dĩa to to đi. Cả cái dĩa luôn hả? Để không ăn rồi. Ăn cá lóc. Bỏ sống đi à? Sống nó chỉnh được mà. Cái đầu nó không chỉnh được. Nó bỏ vào cái miệng lại với mình cho sống được lại lắm. Mấy chắc thủ mình chứng ta để lên cho mình nuôi thôi. Thủ cũng đứng đầu, khỏi thủ. Khỏi thủ hả? Ừ, thủ cũng đứng đầu. Anh ơi, phụ lật lên cho anh hiền chặt bốn cái chân. Rẹt để cho bọn nó. Dạ lên chị Trang ơi, cho cái dĩa bừng đi. Lấy cái dĩa nhờ, bà đổi bao nhiêu. Lấy này, lấy này, lấy này. 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 Lấy này, khó nha. Nãy thì khuyệt mà không còn. Lấy này nè. Cậu cho cậu cắt miếng, cắt đuôi như vậy. Cắt ít thôi chứ không? Cái đầu mỏng thôi. Đấy. Thấy không? Đẹp chưa? Ừ. Thấy không? Để vào đó luôn. À. Để đây rồi mới xếp. Lấy em nhìn. Rồi. Đấy. Đấy. Cái này em thấy nó còn tắm rồi. Đây đây, cắt đây này, đây này, ri này. Đó, ri này. Nè. Cái gì cắt thêm luôn nữa. Đó, con cái chân xay lên vậy nè. Ra đó. Đó. Có cái khớp đó kia. Đúng nghề lâu năm rồi. Nghề còn lên nó lết chứ nghề được chứ nghề. Cắt heo này. Đây. Đấy, rồi. Cắt cái đuôi nữa không? Có đuôi. Rồi, người ta đầu đuôi vì do cái nhỏ quá. Đấy. Để cho mình quay đi chứ. Cắt rồi, được rồi. Cắt cái ợt cái ủng cái bò lấy nó mũi. Rồi. Thấy không? Dạ này giờ vậy. Này. Lá nhiều điện mà không có phía. Này, bán ra ngoài thì dạ. Rồi cho cái thau ra đây, cho cái thước qua đây. Càng lớn thì càng dữ hơn này. Con to, gấp đôi, gấp ba rồi con chắc thịt, chặt ra. Con gà này được cả, con heo này được cái ít mỡ nè. Ừ. Không, đỡ hơn con heo hồi Tết á. Anh Hà lấy cái dao này rọc ra đã nè. Heo, cà phê hôi tẩy đó nọ 6-7 chục tí. Đây là mỡ nhiều, con heo đi thì 2-7 tỷ mấy. Đây rọc rồi mà. Rọc cho nó thấy cho tay. Nghe rọc không? Không đủ một chiếc hạt chưa ai được con lấy. Vậy em cắt cái đồ này chưa? Để mồi lá đây này. Mồi lá đã. Mồi ra cái gì? Ở đây đây đây. Đó là gì đó? Cái này là kêu là cà phèo non. Phèo non nè, thấy chưa? Phèo non nè.
Rồi. Xong rồi gan nè. Gan. Gan mà chưa chín. À, gan chưa chín. Gan con heo này chắc lớn lắm á. Gan cả băng này thôi. Không có, nó lớn gan là nó không sợ ai hết á. Sờn lên nồi đúng rồi. Nè. Phổi, tim nè. Tim mà còn đập nè. Đó. Mà đập gì? Nó còn sống mình đem luộc nè. Ờ rồi cái này. Cái này là đây, món này là món giò hầm măng. Ừ, giò hầm măng này, món này là món gọi là món Tây Nguyên đó. À, món Tây Nguyên. À. Măng này là măng gì? Măng tự làm á, măng le. À, à, măng le. Măng le tự làm. Nhà tự làm luôn. Giò heo. Giò heo. Ừ. À. Măng le tự nhà mình phơi á. Tự nhà mình phơi, tự đi lạy ra về phơi rồi. Luộc lên rồi bỏ. Rồi quay vô là đăng vô. Quay vô. Được chưa? Rồi rồi được rồi. Ồ. Đây có ông em này là làm hay lắm, cái gì làm được hết á. Còn cái là không biết uống rượu thôi. Trời ơi. Nói xấu em út. Đó. Dồi này là dồi đặc biệt này, là ăn vô là nhức nhối lắm nè. Dồi từ làm mà ngon. Ừ, dồi từ làm. Chứ họ làm nhập lắm nè. Ừ. Nóng luôn nè. Ừ. Mà làm thì thật sạch sẽ. Chỉ là có cột bỏ khúc kia. Khúc to. Thôi được rồi, chắc đủ rồi. Chị Tráng ơi, chứ là tỷ giấy mới báo rồi Tráng. À đây đây đây. Nước kìa. Có cái rổ nào bỏ ra khuôn cho nó vòng tròn cho nó đây, đẹp đây. Đây, xì nó bỏ. À. Bây giờ là coi như là cho nó vô hết rồi, giờ cột nó lại rồi đấy. Rồi. Ừ. Đó. Chắc hồi nó luộc chín rồi nó chắc là ha, nó cứng lại. Nó cứng lại. Ừ. Việc nó cứng lại. Rồi. Còn nữa hả? Còn hộp to nữa. Rồi. Bỏ vô nước để cho nó trắng. À, luộc xong rồi phải bỏ vô nước cho nó trắng chứ thôi là nó đen thui à. Ừ. Có cái tim, quả tim nó chín chưa? Con nó còn đập không đó nha? Nó đập nó ăn được đâu ạ. Con heo này chắc nó yêu dữ lắm hay sao mấy giờ này nó còn sợ.
Đóng cái tay cha khỏi cục đó. Ba chặt ở đây đó luôn. Bao từ. Gan bị chín đi. Đất mềm mà. Đất chín rồi chứ nữa từ sớm giờ rồi mà. Ồ, hình như cái mặt heo chưa có lấy ra làm sao á. À. Rồi cái gan nó. Cái xong nó bưng cái ghế thì được rồi. Không biết mà coi cái điện thoại mù mắt. Anh ơi dép anh nè. Em không cần dép thôi, em đứng thôi em. Rồi bỏ dồ vô luộc thấy không? Ồ. Dồi heo tộc này nhỏ mà ngon lắm. Ờ. Heo bông bao. Heo heo này gọi là heo tộc hả? Tộc. À, heo tộc. Heo người dân tộc đó. Ừ. Dân tộc đây. Tí nữa là hắn lấy, cái sợ nó nằm nó phải đứt chứ. À, phải đứt là một cái. Nó nhào quả nó quắn, nó xoắn, nó đứt. À. Xin chào, xin chào. Chào gái coi, chào gái coi. Cái vụ đây nữa. À, đó. Vừa. Bây giờ mới đến nhà đó. Gì mà anh gọi quá trời muốn cháy máy luôn rồi không trả lời. Gọi hồi nào? Hả? Sao không gọi hồi nào? Chiều cũng gọi rồi. Ờ. Về lúc đang chạy xe rồi, chạy xe đó. Ừ. Nhưng mà hình như là thấy cô nào bắt máy à? Cô nào là giữa có cái chỗ anh lời rồi. Ai bắt máy á? Ai bắt máy rồi? Tôi ngồi gần bên mà. Ừ. Giờ là người yêu rồi. Người yêu tôi yêu khóc. Yêu. Thôi bây giờ ra nè. Cầm ly đi. Không có rót. Ba anh em cục treo kìa. Anh là số 39 sao mà? Bốn anh em cục treo nhá. Ờ, 38 chứ, 39 chứ, 77, 39. 739 đó gì? Ừ. Mà giờ anh còn mà vùng là 034. Đâu mà đuôi á. Không, gọi mà vùng là 034. Anh đội cái đâu số Viettel á. À, hồi xưa là 01 bây giờ thành 03. Ờ 03 đó, 034 đó. 01 bây giờ thành 03, 03 43. À dọn cái đi. Đó là cùng cái này. Cùng nè. 034 hả? 034 0343. Ờ. Vô. Dương. Không. Đây, anh em lâu ngày kêu gặp nhau mà. Dương cái này đều lúc nào cũng cứ lắc cái này chết rồi. Ai còn rượu chè nữa. Thôi không được chè không làm gì được rồi. À vậy là cái số ủa sao còn một số nữa phải không anh? Đâu có số cho máy mà. 034 0343 0343 807 7739. Đúng rồi. Sao mà em gọi thằng của bạn nó cầm máy hả? Tả là mà chỉ có không có thằng Cương này chứ thằng nào tự nhiên thủ tả nào không 4738 có không phải không vậy là số người của người ta rồi 4738 người của người ta chạy mấy giờ rồi mà tới xe đứa chạy Cura chạy tới nhìn cơ đứa chạy Cura mẹ nó rồi lúc đó mới có 5 giờ đâu có ai thờ ông đã đâu có dạy đâu đập cửa cũng không dậy, gọi điện thoại nó có số điện thoại nó gọi điện thoại nó cũng không dậy. Không ba buồn là phải uống cà phê đợi tới 6 giờ mấy nó mới dậy. Dậy rồi nó đâu có dây cua sẵn đâu. Mà chạy lên cái đứt lấy. U trời hết giờ. 8 giờ rồi. Lấy xe thằng Bèo đi. Trời ơi. Nhà cậu thường có cái chỗ bếp ăn ngồi mát hả? Chỗ đó mát á. Rồi thả người tặng bên đây. Nó chặn một bên á. Dạ, chỗ nó chặn mái cây cho nuôi gà. Thả mái ăn. Gà đầy mà nhà chứ. Tôi cho cái gốc cây gì ạ? Tìm xoài đó. Thế trồng rau ở chỗ nào mà có rau cho em á? Rau trước nhà làm với con kia đó. Là làm bên vườn bên kia hả? Ừ. Tỉnh làm là heo này tỉnh làm tốn quá cái mà làm tốn quá làm là kiểu làm là được ướp đâu được ướp là mặn lên ướp là sáng này quay là mặn heo mặn lên đâu ướp xong làm tốn quá mình treo lên à, thì treo đâu treo không trảo giờ mà nói rồi làm để tụ lần để tụ lần giờ quay từng tạm giờ
miền sông nổi. Miền rạo sông gạo nước sáng mát quá ngon. Phổi bác. Ăn đi. Phổi đây nè. Thiếu ăn đi. Ăn miếng phổi. Đó, phổi mà phổi eo mình đây thì được. Không, nhưng mà ăn thì phải uống miếng đi. Phổi eo kia là khỏi ăn luôn. Uống nữa hả? Ờ, uống miếng đi chứ cho nó... Sao về đường nó khảo sát á. Rồi, tới chiều lần mà mới về lần mà. Hai ơi. Ủa em tưởng uống để quay chứ, uống để quay thì mình thôi. Lên phim mới uống. hồi nãy cao thường nấu hả? Nấu nếp à? Ờ, nếp cao chứ muộn nấu gì đó. Cao thường cho 5 lít chứ cao ha uống 3 lít cũng uống 2 lít. Ủa phải pha thêm chứ không uống cho nấu. Ăn một miếng gan gọi như cái bá nó làm gì? Hả? Phải pha, không pha đâu. Anh nấu thì cái bá nó làm gì? Cho gan. Đây con lấy. Ồ thế à? Đi. Ra sạch đồng hoàng nha. Nó cậu Hải này làm miếng đây này. Nhọc công à? Không. Đường nặng bà quay liên tục chửi, công chửi. Đừng có gây.